Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay á là mình đi bán á là mình cũng có thấy á là một người á là đẩy cái xe á là bắt gan bơ mà có sữa như vậy nè. Nó rất là thơm. Mình đi mà mình nghe cái mùi hương thơm á rất là mình chịu không nổi các bạn. Cho nên đó là hôm nay là mình sẽ làm cái món là bắp gan bơ sữa ha, mình làm thử coi có thành công hay không ha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình mua 10.000 bắp. Bắp này là bắp Mỹ nhưng mà người ta làm đã làm khô rồi đó các bạn. Đó. Mình mua 10.000, mình không biết là người ta cân bao nhiêu thì mình không biết. Với lại mình cũng có hũ bơ nè, với lại sữa đặc ha. Thì bây giờ là mình sẽ đem cái phần bắp này vô, mình sẽ gan bơ lên nha các bạn. Giờ là mình bắt cái nồi á, mình sẽ vít một cục bơ nè. Sẽ để vô trong cái nồi ha, để cho cái phần bơ nó tan ra các bạn. Bây giờ cái phần bơ á đã tan ra hết rồi nè, thì bây giờ mình sẽ hốt, mình sẽ hốt một nắm nè, mình sẽ đẩy cái phần bắp vô. Và bây giờ mình sẽ lấy cái gỗ nè mình đẩy lại. Nếu mà ở nhà các bạn mà làm á thì mình sẽ lấy cái nắp mình đẩy ha, tại vì mình quay cho các bạn xem á, cho nên á là mình sẽ chùm cái gỗ như vậy nè, đặng khi mà bắp nó văng lên nó mình cũng vẫn thấy ha. Giờ mình sẽ đợi để cái phần cái gỗ này nó nóng, rồi mình cũng cầm hai cái dụng như nè, đặng mình cho cái bằng phần bắp nó đều với nhau ha. Các phần bắp nó sẽ nổ lên rất là đẹp các bạn. Đó, nó mới vừa nổ lên được một miếng rồi nè. Đó các bạn thấy nè, cái phần bắp này nó nổ nè. Đó ha. Cho nên nó là lửa mình cũng để cũng hơi cao cao tí xíu nha. Xào cái phần bắp mình sẽ lắc bắp, còn nổ. Rồi bây giờ là mình nó hết nổ nè, mình sẽ mở đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đó, bây giờ là mình sẽ để tiếp cái phần bơ vô, là mình làm cho đến hết cái phần bắp thôi các bạn. Thì mình thấy cái nào mà có hơi đen đen á mình sẽ vớt phần bắp. Bây giờ mình sẽ đỡ cái phần bắp tiếp. Mình cũng sẽ lấy cái gỗ này mình chặn lại. Rồi mình cũng nhớ là mình vịn nha các bạn. Ở nhà mình làm á thì mình phải lấy nắp mình đậy nha. Chứ mình đừng có lấy gỗ mình chặn như vậy nha các bạn. Tại vì khi cái phần dầu á, cái phần bơ nó văng á, như hồi nãy giờ mình cũng bị văng mấy cái luôn á. Các bạn thấy là bắp giờ nó đã nổ rồi nè. Rất là đẹp ha các bạn, nhưng mà nó hơi văng quá, nó văng quá trời luôn. Bây giờ nó rất là thơm các bạn, nó hắt cái mùi bơ lên rất là thơm.
Bây giờ là mình sẽ đó. Các bạn thấy nó dàn cùng quá trời. Giờ mình biết còn hả canh nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Giờ mình sẽ chút ra cái gỗ tiếp. Giờ mình sẽ cho cái phần sữa đặc nè, mình sẽ cho vô trong một cái chảo ha. Sữa này mình làm cũng cỡ nửa hộp sữa các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt bếp lên. Bây giờ mình sẽ quậy cái phần sữa nè, cạnh cho có cái màu giống như cái màu nâu nâu đó các bạn. Bên đây là mình cũng còn đang làm nè. Giờ mình sẽ đẩy nắp lại, mình không có để cái gỗ nữa ha. Còn cái phần sữa nè mình sẽ quậy đều ra để cho có cái màu nâu nâu. Một hồi mình sẽ để lên cái phần bắp á, nó sẽ thơm, nó sẽ ngon hơn các bạn. Các bạn nghe cái phần bắp mà nó nổ không? Đó. Nó nổ ở trong đó bụp 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 á. Cái phần sữa đặc của mình á, bây giờ là mình nấu như vậy là được rồi ha. Bây giờ là mình đợi cái phần bắp nó chín nữa, nó xong một mẻ này nữa là xong á các bạn. Là mình sẽ chế cái phần sữa đặc này vô trong cái phần bắp ha. Rồi bây giờ bắp á là mình cũng đã làm xong hết rồi nè. Để làm cái phần bắp vô trong cái nồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ gưới nè, gưới cái phần sữa nè, mình sẽ gưới vô đây. Rồi mình sẽ trộn đều lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều nè. Sẽ trộn đều cái phần bắp lên ha. Rất là thơm, thơm quá trời thơm luôn. Mẹ ơi, ơi. Mẹ ơi, cũng lồ. Không có cũng lồ đâu, mẹ làm ra dĩa mà. Tại ở nhà có cái nồi thì nó bự rồi là mẹ làm, mình sẽ trộn cho nó đều á. Nó có 10.000 bắp thôi các bạn mà ha, làm ra một đống luôn nè. Bây giờ cái phần bắp á là mình đã trộn với phần sữa nè đều rồi ha. Giờ nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ múc ra cái dĩa ha, để cho tụi nhỏ nè, để cho mẹ ăn luôn. Làm ra quá trời luôn nè. Thôi nè, để lấy ra dĩa đi, để rồi ăn đi con. Đó, giờ là xong rồi, ăn đi nè. Rất là thơm, béo nữa, béo. Thấm cái phần sữa nó rất là béo nha. Rồi coi tụi nhỏ giờ nó rất là mê luôn các bạn. Các bạn thấy nè, cái phần bắp giờ đã dính sữa nè, nó rất là ngon ha. Nó giờ nó dính chùm lại vậy nè, rất là ngon. Để hạ tay xuống nè. Nó kêu để hạ tay xuống mẹ mà nó bóc hoài không, nó bóc không được, nó kêu mình để hạ tay xíu. Ăn rất là ngon. Theo yêu cầu đúng không? Đúng rồi. Yêu cầu là bắp gan sữa đúng không? Đúng rồi. Con Nga ăn cái phần gan sữa này nè, với lại cái gan bơ, cái nào ngon? Cái này gan bơ. Hai chị em nó đã hai ý rồi đó các bạn. Một đứa thì thích gan sữa, tại cái thằng này nó rất là thích là đậu béo. Còn Si? Sữa hả? Đó, bây giờ là 2 thắng 1 các bạn. 2 thắng 1 luôn. Còn tại vì là đây Sushi này là rất thích đồ béo cho nên nó là cùng đồng ý với lại Chí Lâm nha. Không mẹ. Cái nào mẹ làm ăn cũng được á. Tại vì mẹ làm ngon mà. 3 tháng 1 nè chị. 3 tháng 2 á. Còn tháng 2 đâu? Đúng rồi, mẹ có 2 cháu luôn. Ừ. 50-50. Có được không? Các bạn cũng mua về làm ăn thử đi, ăn cũng rất là ngon ha. Là béo nữa. Thì mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào các bạn.